Bên thưa bà con cô bác, mình toàn đang có mặt tại ngã tư Sở thuộc thủ đô Hà Nội ngày nay. Và đằng trước mặt chúng ta là cái ngã tư Sở, có cái cầu đấy là cầu vượt trên cao, vượt qua ngã tư Sở. Giờ này thì lưu lượng giao thông, lưu lượng ở trên đường cũng coi như là khá đông chứ chưa phải là tắc đường. Ở ngã tư Sở này thì chúng toàn đang đứng ở đây là tại cái đường Trường Chinh, 363 Trường Chinh. Chúng ta đang đứng ở đây và muốn gửi một số cái hình ảnh về ngã tư Sở ngày nay. Nếu mà con cô bác, quý bà con cô bác có thể hiểu thêm về cái cuộc sống của con người ở Hà Nội, cũng như là về ở ngã tư Sở này nói riêng. Ở đường Trường Chinh này thì cũng có rất là nhiều cái cửa hàng mở ra, nhưng mà chủ yếu là các cửa hàng ở đường Trường Chinh là về điện máy. Đấy, máy nước, máy bơm. Đây, ví dụ như là những cửa hàng này là bán máy nước, máy bơm. Và ngay tại đây thì có cái nhà hát mua rơi nước Việt Nam. Đấy, nhà hát mua rơi nước Việt Nam. Nhà hát mua rơi nước Việt Nam này nằm ngay đầu đường Trường Chinh luôn. Đấy, chỗ đầu đường mà ngã tư Sở đi đến thì nhà hát mưa nước Việt Nam là nằm ở đầu đường này luôn. Và đường Trường Chinh thì hiện tại bây giờ là đang tắc nghẽn rất là nhiều. Đây, như bà con các bác có thể nhìn thấy. Bởi vì đường Trường Chinh thì lưu lượng giao thông, lưu lượng xe cộ đi lại rất là nhiều. Mà con đường này cũng là một trong những con đường huyết mạch của Hà Nội. Trong khi đó đường Trường Chinh thì cũng không được rộng lắm. Cái đoạn này thì khá là rộng, nhưng mà để mà đi vào các cái đoạn sau thì không được rộng lắm. Chính vì thế mà đường Trường Chinh còn được mệnh danh là con đường uốn cong thì nhà mềm mại. Cách đây một năm về trước thì có cái đoạn đường gọi là uốn cong mềm mại, thì chính là cái con đường Trường Chinh này đây. Và đoạn này thì không phải là cái đoạn đường mà uốn cong mềm mại, mà đi xuống từ đây đi xuống khoảng 2 km nữa. Ngay chỗ đường Tôn Thất Tùng thì có một cái đoạn nó uốn cong ở đằng trước của của phòng không không quân ấy. Của phòng không không quân. Ở Hà Nội ngày nay thì mến thưa các bạn là cái tình trạng giao thông mà lưu thông trên đường vào những giờ cao điểm thì tốt nhất là các bạn khi mà về với Hà Nội thì chúng ta tránh lưu thông những cái giờ cao điểm. Chứ còn nếu mà giờ cao điểm thì các bạn đi bị tắc đường, thì tắc đường như thế này thì rất là vất vả. Tình trạng tắc đường này nếu mà chúng ta mà đi vào giờ cao điểm thì rất là phí thời gian. Cùng lắm thì chúng ta mới phải đi vào giờ cao điểm thôi. Chứ còn đi vào giờ cao điểm mà bình thường chúng ta đi khoảng mất 15 phút, mà giờ cao điểm như thế này thì chưa biết được là bao nhiêu phút. Đấy. Có khả năng là gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp 4 luôn. Thẳng tới đường Trường Chinh này là chúng ta đi ra thẳng ra là ngã tư Tôn Thất Tùng và đi ra đường Giải Phóng. Đi ra đường Giải Phóng. Ở ngã tư Sở thì vào thời điểm này thì ngã tư Sở là một trong những cái ngã tư mà có thể nói là nói đến ngã tư Sở thì ai cũng biết ở Hà Nội. Thì chính vì thế mà Minh Toàn hôm nay là có cái dịp mà lên đây, thành Minh Toàn cũng muốn gửi lại một số cái hình ảnh đến các bạn để các bạn hiểu rõ thêm về Hà Nội.
Đây, một số cái nhà mà cửa hàng ở đường Trường Chinh chủ yếu là bán các cái máy máy bơm máy nước như này, máy khoan đấy, các cái máy máy công trình đấy, như này các bạn. Và đường Trường Chinh này là giao nhau với đường Nguyễn Trãi Hà Nội. Trục đường Nguyễn Trãi là một trong những trục đường mà nhiều thu hút rất là nhiều trường đại học đóng đô, ví dụ đại học công đoàn, học viện bưu chính viễn thông, học viện an ninh, đại học kiến trúc, học viện cán bộ đô thị, hay là đại học Hà Nội, rồi nhạc khoa trung ương, rất là nhiều lắm bạn. Thì riêng cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn thấy cái con đường Nguyễn Trãi này là một trong những cái con đường mà có thể nói là thu hút rất là nhiều trường đại học đóng đô. Và Minh Toàn có cái một số cái video nói về đường Nguyễn Trãi này rồi. Nếu mà quý bà con cô bác chúng ta quan tâm hơn về Hà Nội thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta tìm ở trong cái đường video kênh mà chúng ta đang xem, thì có những cái video nói về Hà Nội hiện nay của Minh Toàn. Minh Toàn, cá nhân Minh Toàn khuyến cáo các bạn, nếu mà các bạn ở vào giờ cao điểm khi lưu thông ở Hà Nội thì chúng ta cùng lắm chúng ta mới đi đường Trường Chinh này thôi, chứ còn mình như Minh Toàn đi lần nào cũng bị tắc luôn. Đấy, bị tắc ở đường Trường Chinh luôn. Đó là cổng vào của nhà hát Múa Rối Nước Việt Nam. Đấy, chúng ta nhìn xa xa đầu kia, cái sự tắc đường không hề nhẹ luôn. Đoạn đấy là đoạn trước Toyota Thanh Xuân. Và Trường Chinh thì cái đoạn này là đoạn đường rộng nhất của đường Trường Chinh rồi. Đoạn đường này là đoạn đường rộng nhất. Từ ngã tư Sở đối với đoạn đường này nó khoảng 500 mét là cái đường này là đường rộng nhất của Trường Chinh. Còn lại càng đi thì càng nhỏ các bạn ạ. Mặc dù là được giải phóng rất là giải phóng mặt đường rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đường Trường Chinh thì càng đi nó càng nhỏ. Đi từ phía đầu ngã tư Sở này mà về phía cuối đường Trường Chinh ra đường Giải Phóng ấy, thì càng đi nó càng nhỏ luôn. Ngã tư Sở thì hiện tại nó không khác so với ngày xưa nhiều, nhưng mà các tuyến đường ở Hà Nội thì khác nhiều so với ngày xưa, chứ còn để mà ngã tư Sở thì lại không khác. Ngã tư Sở vẫn ở đây thôi à, với hơn nữa là cái đường xá nó vẫn thế. Trên đường này nhiều người chạy ngược chiều nguy hiểm quá. Để vào giờ cao điểm này mà chạy ngược chiều nói các bạn nhiều lúc rất là nguy hiểm luôn. Đây, yeah.
đường giờ còn chưa hết luôn các bạn. Đây, tắc đường còn chưa hết luôn. Đoạn đấy là bởi vì tắc đường bởi vì là nó giao giữa một cái đường gì nhỉ? Đường gì ở trước Toyota đây chuẩn nhỉ? Tức là giao một đường con ra đường đấy. Thành ra tình trạng tắc đường ở cái đoạn đấy là tắc đường có thể nói cục bộ và cũng có thể nói là dài được. Trời, tắc đường từ lúc này giờ cũng phải đến gần chục phút rồi các bạn. Đằng xa đầu kia là đang tắc đường. Em bộ đôi này đi như các anh luôn. Đây là cái ngã tư mới liền với Tôn Thất Tùng. Tôn Tùng hết đường gì? Giải phóng.